Rồi xin chào toàn thể tất cả anh em đến với kênh kẹo của Gia Lộc VCP. Anh em mua hàng liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0865361321 và 0365365161 giúp em. Thì nhớ với anh em là kẹo anh em là không kiểm, không xem hàng. Anh em tin tưởng thì anh em đặt hàng và anh em không tin tưởng có thể đi shop khác. Bên nhà em thì có rất chi nhiều mẫu kẹo từ 4.5 đến 6.35, hàng đều đẹp chất lượng, không vía, hàng ổn định luôn cho anh em. Thì anh em dùng thì anh em dùng hàng lấm là nhiều nhất. Đấy, phổ thông dụng nhất là hàng lấm. Còn những cái hàng xuyên phá ở showroom thì anh em dùng rất chi là ít. Đấy, thì lưu ý cho em là cái hàng này hàng cấm nên anh em không kiểm. Còn anh em xem thì nhớ đăng ký kênh, like video ủng hộ shop. Thì hàng kẹo rẻ nhất bên nhà em là hàng 330.000 một ký. Loại này thì em chưa bao cước vận chuyển. Cước vận chuyển tùy theo vùng miền của anh em. Thì bây giờ hiện tại hàng lấm là anh em dùng nhiều nhất phải không ạ? Đấy, thì cái cự ly này thì em bao test cho anh em là 5 đến 60 mét, hàng đẹp chất lượng chuẩn chỉ luôn cho anh em. Đấy, loại này thì đều đẹp nhá anh em nhé, không vía, ổn định luôn cho anh em. Đấy, chất lượng thì không phải nói ở cái vấn đề kẹo của bên nhà em rồi. Đấy, thì hàng đấy là hàng rẻ nhất. Còn nếu anh em muốn mua hàng khuôn nhập hay mẫu GFB thì cũng có tất cả mẫu, tùy loại nào nhà em có. Đấy, ổn định, chất lượng. Loại này thì ổn định, chất lượng. Đấy, đều đẹp này, chất lượng không vía này, ổn định luôn này. Đấy, thì hàng quay mẫu như nào em gửi hàng cho anh em là như thế. Cam kết đều đẹp, chuẩn, chất lượng, không vía, ổn định luôn cho anh em. Đấy, anh em nhìn này, anh em biết nhá, đây là hàng lấm này. Đấy, có cả hàng GFB phục vụ anh em. GFB này phục vụ anh em thì hàng này là mẫu, này là mẫu chỉ đun đóng máy. Đấy, loại này thì bao test cho anh em là 90m ăn nắp C2 và hơn 100m ăn cỏ. Loại này thì cũng dùng cực kỳ ổn định. Đấy, test nhiều rồi anh em biết vấn đề kẹo bên em rồi. Đấy, ổn định và chất lượng ra sao, 10 viên nó như một, đều đẹp nhá anh em nhá. Đều đẹp và chất lượng luôn cho anh em. Đấy, anh em xem thì nhớ đăng ký kênh cho em, giúp em. Còn nếu mà anh em muốn bem tầm xa mà ổn định hơn nữa thì anh em nên dùng slung. Slung này bắn cự ly hơn 100m thì cực kỳ đảm bảo, ổn định luôn cho anh em. Cực kỳ ổn định và đảm bảo luôn. Đấy, loại này thì đều đẹp nhá. Anh em nhìn này, anh em biết đều đẹp và hàng có váy. Loại này anh em đã có anh em test 200m rồi. Đấy, còn cái chất lượng kẹo thì anh em phải trải nghiệm biết được. Anh em có thể mua lấm để em tặng lên slung anh em chơi thử. Đấy, thì nói thật ra thì quay sơ qua cho anh em là như vậy. Anh em mua hàng liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0865361321 và 0365365161 giúp em. Nhớ bên em là kẹo không kiểm, không xem hàng. Đấy, nhận hàng thì báo em. Đấy, cảm ơn bác xem video, xin chào bác, hẹn gặp lại.